Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Tuấn Anh kỷ niệm 23 năm bên nhau. Trải qua 23 năm bên nhau, tình cảm giữa nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh chưa hề phai nhạt, thậm chí còn ngọt ngào hơn xưa. Tổ ấm hạnh phúc của họ được nhiều người ngưỡng mộ, xem là hình mẫu. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải bài viết kỷ niệm 23 năm ngày cưới của cô và diễn viên Lê Tuấn Anh, nơi nghệ sĩ đính kèm bức ảnh cô tựa đầu vào vai ông xã cực ngọt ngào, lại còn diện đồ tông xịt tông để cùng đi ăn sáng. Hồng Vân nhắn gửi đến bạn đời. 3 tháng 1, kỷ niệm 23 năm bên nhau, chúng tôi mặc đồ cùng tông đi ăn phở thố, sẽ mãi là như vậy chồng yêu ha. Hồng Vân và ông xã lên đồ đồng điệu, cùng đi ăn phở thố nhân dịp kỷ niệm 23 năm bên nhau. Bên dưới dòng trạng thái của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nhiều sao Việt cũng đã vào chúc mừng cho hôn nhân của nữ nghệ sĩ. Ca sĩ Lê Hiếu viết, em chúc mừng anh chị. Diễn viên Lê Lộc gọi Hồng Vân là mẹ và nhắn nhủ, thương hoài ngàn năm nghe mẹ ơi. Ca sĩ Hoàng Bách dí nhỏm treo diễn viên Lê Tuấn Anh, ông anh đi chơi với người yêu make up kỹ, đẹp trai quá. Ngoài ra, không ít khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt và hạnh phúc viên mãn của cặp nghệ sĩ. Nhiều sao Việt để lại bình luận bên dưới bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân. Nghệ sĩ Hồng Vân từng kể cô và diễn viên Lê Tuấn Anh trúng tiếng sét ái tình khi đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Thời đó, cả hai đều sở hữu vẻ ngoài nổi trội, thu hút người khác giới. Có lần, đôi trai tài gái sắc này được trường mời diễn chung trong MV Thiên Thai của một nữ ca sĩ. Đó cũng là lúc họ chính thức phải lòng nhau. Nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh. Bức ảnh để đời của cặp nghệ sĩ khi họ hợp tác trong MV Thiên Thai. Thế nhưng, đúng lúc tình cảm thắm thiết nhất, Hồng Vân lại trông thấy bạn trai chở người con gái khác. Cô lập tức đòi chia tay mà không nghe lời giải thích từ nửa kia. Sau này nhắc lại, nữ nghệ sĩ vẫn nuối tiếc chỉ vì phút giận hờn nông nổi mà họ bỏ lỡ nhau những 10 năm. Vì hiểu lầm, Hồng Vân và Tuấn Anh từng bỏ lỡ nhau đến 10 năm. Gặp lại sau nhiều năm, Hồng Vân, Lê Tuấn Anh nhận ra họ vẫn còn tình cảm sâu nặng với đối phương và quyết định nối lại tình xưa vào đầu những năm 2000. Cả hai đăng ký kết hôn rồi dọn về sống cùng nhau, nhưng phải đến 3 năm sau đó, họ mới chính thức tổ chức đám cưới. Nghệ sĩ Hồng Vân và Tuấn Anh làm đám cưới sau 5 năm bên nhau. Trong mắt nghệ sĩ Hồng Vân, ông xã là người chu đáo, tâm lý. Anh hết mực yêu chiều Hồng Vân trong mọi hoàn cảnh. Nhiều năm qua, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Hồng Vân, Lê Tuấn Anh khiến truyền thông, khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh luôn dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc về nhau. Ở tuổi xế chiều, cả hai vẫn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, quan tâm, ngọt ngào. Cuộc sống hiện tại của gia đình Hồng Vân, Lê Tuấn Anh rất viên mãn. Cặp nghệ sĩ tận hưởng niềm vui bên con cháu. Trải qua sóng gió, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và diễn viên Tuấn Anh may mắn có một cái kết viên mãn cho chuyện tình tưởng chừng đã đứt gánh. Cuộc sống hôn nhân của họ được cho là chuyện hiếm thấy trong giới nghệ sĩ. Còn bạn, bạn thấy sao về hôn nhân của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Tuấn Anh? Cùng chia sẻ nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.